Thưa quý vị, giữa mùa biển động, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán năm 2023, nhóm phóng viên thời sự Đà Nẵng TV có dịp được cùng với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến thăm tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chuyến đi lần này là hoạt động lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đảng bộ, chính quyền, quân và dân các tỉnh miền Trung, các cơ quan báo đài trung ương địa phương với bộ đội hải quân, quân và dân tại các huyện đảo. Buổi sáng ngày 5 tháng 1, hàng trăm thùng hàng cùng những suất quà Tết đã được các cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân lần lượt chuyển lên khoang vận chuyển của tàu. Những chiếc bánh chưng được gói cẩn thận, những cành quất tươi xanh đã được sẵn sàng cho một hành trình đến với đảo xa. Sau nhiều giờ liền vượt sóng, giữa tiết trời có phần âm u của mùa gió chướng, đảo Cồn Cỏ với cột cờ tổ quốc quen thuộc phấp phới giữa trời đã hiện ra hiên ngang trước tầm mắt của các thành viên trong đoàn công tác. Những món quà gửi đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại các đảo trong chuyến hành trình lần này không chỉ là lời chúc ấm áp nhân dịp Tết đến xuân về, mà còn là sự sẻ chia những tình cảm yêu thương nơi đất liền gửi đến đảo xa, tạo nguồn động lực, góp phần động viên các cán bộ chiến sĩ nhân dân nơi đây hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc. Cồn Cỏ là đảo tiền tiêu cửa ngõ phía nam Vịnh Bắc Bộ, còn có tên gọi khác là Hòn Cỏ, Thảo Phù, Con Hổ, Hòn Mê, theo cách gọi của người dân Vĩnh Linh. Trong kháng chiến chống Mỹ, đảo Cồn Cỏ có vị trí chiến lược về quân sự là vọng gác tiền tiêu của miền Bắc. Ngoài các cán bộ chiến sĩ đang trực chiến làm nhiệm vụ trên đảo, thì ở đây có khoảng 20 hộ dân đang sinh sống. Buổi gặp mặt thân tình này đối với quân và dân trên đảo Cồn Cỏ là niềm vui khi được gặp những người đồng chí, đồng đội và đồng hương nơi đất liền và cũng là niềm tự hào đối với tất cả các thành viên trong đoàn công tác. Hàng năm thì cũng có nhiều đoàn ra thăm đảo thì cũng có nguồn động viên lớn cho các hộ dân. Nói chung là qua thì không, nói chung là cũng chủ yếu là món ăn tinh thần thôi. Những đoàn ra đây để chúc Tết thì người dân cũng cảm thấy là vui hơn. Đoàn công tác ở đây bằng rất vinh dự khi được tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm chúc Tết, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân hai đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn cũng là rất là xúc động và tự hào. Ngoài thăm, tặng quà và chúc Tết lãnh đạo cũng như người dân tại hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, thì trong dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên và kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang tại trạm radar 540 và trạm radar 550 thuộc Trung đoàn 351 Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Hơn cả vật chất, những tình cảm nồng ấm của đoàn công tác và quân dân nơi đất liền là những món quà tinh thần giá trị và ý nghĩa hơn cả, là nguồn động lực to lớn giúp cán bộ chiến sĩ của trạm vượt qua khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát vùng trời, vùng biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Được sự động viên của cấp trên và lãnh đạo chính quyền cả cơ quan dân chính đảng, chúng tôi cũng đã được nhận quà. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa đối với chúng tôi để tạo cái động lực cho bộ đội yên tâm hơn. Đối với cái hậu phương chúng tôi thì những người mà ở lại trực Tết thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng xác định nhiệm vụ. Có thể nói, chuyến đi lần này đã đạt được hai mục tiêu chính, đó là kịp thời kiểm tra, động viên và đôn đốc các lực lượng thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chủ quyền biển đảo trong dịp Tết đến xuân về, nhưng đồng thời thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đảng bộ, chính quyền, quân và dân các tỉnh miền Trung với bộ đội hải quân, quân và dân tại các huyện đảo. Trước đây, năm nào Bộ Lệnh Vùng 3 cũng tổ chức đoàn đi chúc Tết hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, trong đó có cái đơn vị của chúng tôi. Những năm trước thì nó nhỏ hơn, có cơ quan báo chí rồi ở các địa phương, nhưng mà cái quy mô nó nhỏ hơn. Năm nay chúng tôi vận động được với một cái số lượng dân chính đảng ở các tỉnh rồi các doanh nghiệp với số lượng cũng rất là đông đảo để anh ta kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ của
Phùng nói riêng và quân và dân huyện đảo, hai huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn nói chung. Thương Lý Sơn đảo quân xưa mây mù.